Tại nhà Phi Nhung những ngày này, sau giỗ đầu của Phi Nhung, mọi người vẫn không nguôi ngoai nhớ đến chị. Có lẽ giờ này là kỷ niệm một năm mà mọi người đã không còn chị trên thế gian này nữa. Nhưng giờ này hàng năm thì Phi Nhung vẫn đang tất bật cho các show diễn của mình và mọi người, người thì nô nức đi tham dự Paris Panay 134, nhưng còn những người thì vẫn chỉ ngậm ngùi vì người ấy của chúng ta sẽ không còn tham gia nữa. Và một người em của Phi Nhung cũng đã không khỏi cầm được nước mắt mà nói rằng sáng nay mở mắt ra tâm trạng sao thật lạ. Mình vẫn làm điều này mỗi ngày một năm rồi, sao vẫn cứ không thể chấp nhận được. Chị đã rời xa em một năm rồi. Đây là lời tâm sự của dì Trinh, người đã luôn đồng hành cùng Phi Nhung trên mọi con đường. Và giờ này thì dì Trinh lại luôn chăm lo chăm sóc cho các con của chị Phi Nhung. Ngày trước thì khi Phi Nhung mất thì dì Trinh sẽ là người phụ trách chăm lo cho con của Wendy Phạm tay chị. Nhưng lần này khi chị mất rồi thì dì Trinh lại về nhà chăm lo cho Đức Hiếu, Đức Thành, Đức Trí, Đức Đạt và Phi Như. Nước mắt cứ tuôn chảy, ký ức ở trong đầu nghe văng vẳng tiếng chị bên tai. Hình ảnh nước mắt vẫn cứ cũ hiện ra mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng chị mở cửa phòng, thay đồ, vệ sinh cá nhân, xong chị bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân chị em còn nhớ mãi trong đầu. Chị hay ngồi bậc cầu thang mang giày, thật tưởng nói với em câu cho chị xin đôi vớ mới đi, và một nụ cười tươi mình có thể cho người ấy thấy vui lây. Chị mang giày xong là bé Phi Như cũng mặc đồ đồng phục đi học, mang cặp xuống ôm hôn mẹ và chào mẹ một buổi sáng. Mẹ chải tóc cho Như, hai mẹ con thủ thỉ bên tai những lời nói yêu thương. Hôm nay mẹ đưa công chúa đi học rồi mẹ đi tập thể dục nha. Chịu không nè, là Như cười gật đầu ôm mẹ. Giờ đây cũng không gian đó, nhưng một hình ảnh khác lạ nó lắm. Chị vẫn ngồi đó với một bức ảnh không hồn, nhìn em dâng nước, dâng cà phê, thắp nén hương mời chị về dùng bữa, rồi lại nhìn em đưa bé Phi Như đi học. Bé Như lại đứng trước bàn thờ khoanh tay lại chào mẹ, con đi học, chứ cũng không phải là cái ôm hôn ngọt ngào như trước kia khi mà mẹ và Như vẫn còn với nhau nữa. Em vẫn chưa thể tin và chấp nhận được người mà em yêu thương nhất không còn trên thế gian này nữa rồi. Con chờ mẹ con đi ngủ. Hồi hai chị em tràm luôn nè. Làm gì vậy? Thôi con làm em lên phòng luôn đi. Em lên phòng chị cần đi. Con em, chị cần em, chị cần con luôn nha. Em khoan em lên phòng luôn đi, đi ngủ. Giận dội. Nhẹ thản. Để chị vô đi kìa. Không có nói nhiều nữa, đi lên. Lấy kem bình thường dùng con. Lên dưới thì vô đi nha. Bye. Lì nè, đi nha, bỏ luôn nha. Cái Hàn Quốc đi nè. Trời, Halloween cái hình dáng mà sợ. Thấy thành không? Đó. Nó đi hiên ngang không? Lấy trai Hàn Quốc đi không? Vô đi trai Hàn Quốc. Rồi nó vô mua đi. Rồi trai Hàn Quốc đi đâu? Vô phía dưới kìa, phía dưới có ba đứa nhỏ. Đấy có đồ Halloween rồi chứ. Con lựa đi, con muốn thì con lựa đi. Đi trai Hàn Quốc. Đi nè chị Như dưới kia kìa, đi đâu vô đấy vậy, em biết đọc chữ đâu. Trời 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 trời. Đứa nào nãy bị đánh? Biên đoàn. Đứa nào lì? Sợ Trinh chưa, Trinh chưa tha lỗi mà. Trinh đi tóm chị Như, Trinh chưa tha lỗi mà. Trinh cho quỳ dưới bàn thờ mẹ mà. Sao đứng dậy rồi? Đi từ từ thôi. Chưa đi để chạy ra. Kiếm chị Như đi.
Ủa, Halloween kìa sợ không? Chị Như đây nè, chị Như đây nè. Không, ở đâu nữa? Anh. Con thấy chứ. Dưới kia kìa. Anh. Đi đi xuống mua đồ cho chị Như nè, mua đồ học cho chị Như nè. Hai con này hả? Ừ, mua này, mua mặt nạ không? Halloween không? Thôi thôi đừng có hất cái đấy nha anh hai. Thôi tí tí nó đồ cái lại bởi cái không có tiền đền. Đi qua đây. Một sai lầm khi dẫn bạn đi vô nhà khách. Cái chị Như đâu? Như ơi. Kiếm cách chưa con? Con mua cục gom luôn đi cho đỡ. Ấy, à đúng rồi, con lấy gom đó. Lấy gom cho đỡ. Chị Như đây, chị Như đây. Qua đây, qua đây, qua đây chị Như lên đây. Trời, cái gom của màu hồng nó mới chịu. Trời, Hàn Quốc ơi, đi từ từ thôi. Ê, cầm viết đi đâu vậy? Mình không biết viết đâu. Này mua này không? Mua này không nè. Anh. Anh. Thấy Hàn Quốc. Nè nè nè, Hàn. Hàn Hàn Hàn. Nè nè. Mua này không? Mua này không? Mua không? Mua không? À, đẩy đi đi, à, đẩy đi đi. Trời, ngồi xuống chơi luôn nghe ha. Rồi đứng lên đẩy đi đi. Một sai lầm khi dẫn Thành đi vô nhà sách với chị Như. Nó mà bơ đâu một cái là không biết đền sao cho đủ. Dựng lên, dựng lên, dựng lên. Dựng lên, dựng lên. Nè, dựng lên nè, đẩy nè. Đi bán cho em đi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đẩy đi, đứng lên. Đứng lên. Rồi, lấy viết làm gì, có biết viết đâu mà lấy. Nghe cái viết lại, rồi, đẩy đi. Rồi, đẩy đi. Rồi, đẩy đi đi. Đúng rồi. Thích đá không? Mua đá nha. Thì kiếm chị Như, chị Như tìm được cái của chị Như mua chưa? Như bên đâu Như ơi, chị Như ơi. Chị Như tìm cá chưa? Ồ dễ lắm không? Đây nè chị Như đây, Thanh đây nè, em đây nè. Em đây, em mua máy bay rồi. Cá chưa? Không mua gì vậy? Đã mua cái gì đưa coi, coi dấu xong sao từ từ tính tiền. Không có mua cái gì. Đâu đưa coi. Sao suốt ngày mua sổ ở nhà mấy chục cái quyển sổ rồi? Nhưng mà không thích chơi rồi. Đang kiếm mà không thấy. Con coi em đi tin lấy cho.